1978, nơi đăng ký thường trú. 8 Hoàng Văn Đình, 1993, nơi đăng ký thường trú. Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Xin mời. Cộng đồng em sẽ cố gắng phấn đấu thành một con người tốt, người có ích cho xã hội. Làm phụ công sống. Cắt được chiếc áo ngoài đời rồi, tôi cảm thấy trong mình nhẹ nhõm hơn. Nói chung là thấy trong tư tưởng rất là sảng khoái. Trả xong những cái gì mình đã gây ra tội lỗi mình đã trả xong. Nó như mình vừa trả một món nợ gì lớn lắm. Cô mừng, cô cầu xin giới cô nó ra, cô rất là mừng rồi đó. Ở nhà cũng lo cầu xin, cũng nhớ cũng trong nó đại từ ngày từ giờ để cho nó ra rồi nó lo cho vợ cho con nó. Cô nói chung là tháng nào cô cũng đi thăm nó.